Và sau đây là những phần tin Việt Nam thưa quý vị. Người dân Việt Nam hiện nay đang khốn khổ vì vụ phải xác thực trinh sắc học, sinh chắc học để chuyển khoản tiền. Vụ bắt buộc các chủ tài khoản ngân hàng ở Việt Nam kể từ hôm 1 tháng 7 phải xác thực sinh chắc học thì mới được chuyển khoản từ 10 triệu đồng tương đương với khoảng 392 Mỹ Kim trở lên. Hiện nay đang gây ra nhiều tình cảnh giờ khóc giờ cười. Để làm được việc này, yêu cầu cơ bản là các chủ của tài khoản ngân hàng phải có điện thoại di động thuộc loại sang với ứng dụng NFC kết nối không dây ở trong phạm vi ngắn và thẻ căn cước có gắn chip. Tuy vậy, theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ vào hôm 3 tháng 7, nhiều người ở Sài Gòn không có cách nào để xác thực sinh chắc học, thậm chí đến phòng giao dịch ngân hàng để nhờ nhân viên trợ giúp nhưng cũng bất thành. Một nhân viên ngân hàng ở Việt Thiên Banh ở Thủ Đức cho biết, ngoài việc khách hàng thao tác sai trên điện thoại, việc xác thực sinh chắc học không thể hoàn tất do có quá nhiều người dùng ứng dụng để cập nhật thông tin nên xảy ra tình trạng hệ thống quá sức chứa. Trong lúc nhiều báo ở Việt Nam đăng bài kêu gọi người dân tiến hành xác thực sinh chắc học để tránh bị lừa đảo trực tuyến, thì báo Việt Nam Net vào hôm qua khẳng định, Tin tặc tức là hacker vẫn có thể trộm tiền từ tài khoản, mặc dù các ngân hàng bắt buộc phải có thao tác nhận diện khuôn mặt người sáng lập ra dự án chống lừa đảo và từng là tin tặc phải ngồi tù tại mỹ là ngô minh hiếu cho biết rằng yêu cầu xác thực trình sinh chắc học vẫn còn tồn tại một số lỗ hỏng tiềm ẩn mà tội phạm có thể lợi dụng nhiều nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến được ghi nhận chủ động chuyển tiền dựa trên thông tin sai lệch mà họ nhận được trong trường hợp này việc áp dụng công nghệ sinh chắc học không hoàn toàn loại bỏ được nạn lừa đảo do kẻ gian vẫn có thể thuyết phục nạn nhân tự nguyện thực hiện giao dịch ở trên điện thoại Bên cạnh đó còn một lỗ hổng khác là khi điện thoại của người bị dùng đã bị kẻ lừa đảo cài mã độc để mà điều khiển thiết bị từ xa, thu lại video những thao tác ở trên máy bao gồm cả hình ảnh, video khuôn mặt của nạn nhân. Một khi đã thu thập được những thông tin này thì kẻ gian có thể thực hiện hành vi rút tiền tài khoản của nạn nhân bằng chính khuôn mặt họ. Vâng tiếp theo phần tin Việt Nam một giám đốc của sở tài chánh ở thành phố Sài Gòn phạm tội tham nhũng bỏ trốn, thế nhưng chồng con của bà vẫn được bán nhà đất. trong lúc bị can có tên là Đào Thị Hương Lan là cựu giám đốc của sở tài chánh thành phố Sài Gòn vẫn đang bị truy nã vì dính líu tới vụ án diệp Bạch Dương, thế nhưng chồng và con của nữ nghi phạm này vừa được nhà chức trách dỡ bỏ lệnh ngăn chặn giao dịch nhà đất. trong vụ án nêu trên Bị can có tên là Đào Thị Hương Lan bị khởi tố với cáo buộc là vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản của chính phủ, gây thất thoát lãng phí do trợ giúp đại gia Dương Thị Bạch Diệp là chủ công ty bất động sản Diệp Bạch Dương sở hữu một khu đất vàng tại thành trung tâm thành phố Sài Gòn. Hiện nay chưa rõ bị can Đào Thị Hương Lan đang trốn ở quốc gia nào, trong lúc người này vẫn đang bị Bộ Công an Cộng sản Việt Nam áp dụng lệnh truy nã còn bị cáo Dương Thị Bạch Diệp đang phải thủ án tù chung thân. Theo tờ báo Tuổi Trẻ Trong Nước đưa tin vào hôm 3 tháng 7, Ủy ban thành phố Sài Gòn vừa chỉ thị cho Sở Tài nguyên và Môi trường dỡ bỏ lệnh ngăn cấm giao dịch nhà đất của chồng con bà Đào Thị Hương Lan theo yêu cầu của Bộ Công an. Về việc dỡ lệnh ngăn chặn giao dịch nhà đất của chồng con bà Đào Thị Hương Lan, thì Bộ Công an Cộng sản Việt Nam giải thích như sau vụ án Diệp Bạch Dương đã kết thúc điều tra và đã thu hồi 100% số tiền thiệt hại cũng như đã đưa ra xét xử. Cho nên, bản án đã có hiệu lực pháp luật và các bị can, bị cáo trong vụ án này không phải bị áp đặt thêm hình phạt bổ sung. Bên cạnh đó, bản án của tòa án không xác định trách nhiệm cũng như các nghĩa vụ có liên quan trong vụ án này đối với chồng và con của bà Đào Thị Hương Lan. Như vậy, kể từ nay, chồng và con của bà Đào Thị Hương Lan được quyền sang nhượng 5 căn nhà và các khu đất mà họ đứng tên. Bản tin của tờ báo Tuổi Trẻ Trong Nước không cho biết trị giá của các căn nhà và các khu đất đó là bao nhiêu. Hiện nay chưa rõ bà Đào Thị Hương Lan được bà Dương Thị Bạch Diệp lót tay bao nhiêu tiền để trợ giúp hoán đổi căn nhà ở địa chỉ số 57 đường Cao Thắng, quận 3 Sài Gòn để lấy khu đất ở địa chỉ 185 đường Hai Bà Trưng, cũng ở quận 3 bị cho là đã gây thiệt hại cho chính phủ hơn 186 tỷ đồng Việt Nam, tương đương 7 triệu 300 ngàn Mỹ Kim. Theo tờ báo Tiền phong ở trong nước vào hồi tháng 3 năm 2021 đưa tin, khoản tiền thiệt hại hiếm hoi mà bà Đào Thị Hương Lan phải gánh chịu, đó là một trương mục ngân hàng có khoảng 50.000 Mỹ Kim mà bà này chưa kịp rút ra hoặc là chưa kịp chuyển khoản cho người khác trước khi cao chạy xa bay. Tập đoàn Điện lực Việt Nam là EVN thông báo lỗ hơn 25.500 tỷ đồng trong năm ngoái do giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất điện đã gia tăng. Nguyên nhân chính dẫn đến thua lỗ đã được đại diện của tập đoàn này cho biết là do giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất điện đã tăng cao. Theo EVN, giá nhiên liệu năm ngoái mặc dù có giảm so với năm 2022 nhưng vẫn ở mức cao so với trước. Vào mùa hè năm ngoái, miền Bắc đã phải trải qua tình trạng thiếu điện trong nhiều tuần lễ do các thủy điện thiếu nước ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh ở nhiều khu công nghiệp lớn. Đại diện của EVN cho biết là năm ngoái, EVN đã phải tăng cường huy động nguồn nhiệt điện để bù đắp cho việc thiếu điện. Đây là nguồn điện có giá mua cao khiến cho chi phí sản xuất kinh doanh điện của EVN tăng cao và cũng là lý do mà EVN mặc dù đã hai lần tăng giá điện trong năm ngoái, song đến nay khoản lỗ của công ty này vẫn chưa thể khắc phục. Đây là năm thứ hai liên tiếp mà EVN tiếp tục thua lỗ về việc sản xuất kinh doanh điện. Ông Nguyễn Anh Tuấn là tổng giám đốc của EVN cho biết tại hội nghị tổng kết của EVN hồi đầu năm nay rằng hiện nay tổng chi phí bình quân của các khâu phát điện, truyền tải, phân phối là 2.092 đồng 1 kW. Trong khi đó giá bán ra là 1.950 đồng cho 1 kW. Mặc dù chúng tôi đang cố gắng tối đa cắt giảm các chi phí, nhưng việc cân đối tài chính của tập đoàn hết sức khó khăn Do vậy, năm nay cần phải có sự điều chỉnh chính sách về giá bán lẻ điện thì mới giải quyết được những khó khăn về tài chính của EVN. Vâng, tiếp theo phần tin Việt Nam. Trong tháng năm vừa qua, lĩnh vực xuất cảng sầu riêng của Việt Nam đạt được 450 triệu Mỹ Kim, tăng 107% so với tháng trước đó và tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhật báo VN Express trong nước vào ngày 2 tháng 7 trích dẫn thống kê từ cơ quan thuế của Việt Nam cho thấy, sầu riêng tiếp tục dẫn đầu kim ngạch trong nhóm rau quả xuất cảng. Theo đó, việc xuất cảng sầu riêng đạt tới 919 triệu Mỹ Kim, tức là tăng hơn 74% so với cùng kỳ năm 2023. Ước tính trong tháng 6, số lượng sầu riêng xuất cảng đạt được 600 triệu Mỹ Kim, nâng tổng kim ngạch 6 tháng đầu năm nay lên tới 1 tỷ 500 triệu Mỹ Kim. Tổng thư ký của Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết như sau, sầu riêng của việt nam có lợi thế với sản lượng dồi dào thu hoạch quanh năm nhiều thời điểm không bị cạnh tranh trực tiếp với sầu riêng của thái lan thời gian vận chuyển thì nhanh chóng và giá thành hợp lý đặc biệt là khi sầu riêng đông lạnh được kiểm soát phẩm chất tốt hơn tuy nhiên cơ quan bảo vệ thực vật khuyến cáo như sau điều đáng lo ngại đó là một số lô hàng sầu riêng gần đây bị cảnh báo bị nhiễm chất cấm làm ảnh hưởng tới uy tín của hàng hóa việt nam theo tờ báo Tuổi Trẻ Trong Nước vào ngày 23 tây tháng 3 đưa tin, cơ quan thuế của Trung Cộng cảnh báo về 30 lô hàng sầu riêng của Việt Nam xuất cảng sang Trung Cộng bị nhiễm hợp chất cadimi vượt quá mức quy định. Cadimi là một kim loại nặng, có công thức hóa học là CD, tương đối hiếm, có màu trắng với ánh xanh. Cadimi có mặt trong thiên nhiên cùng với các hợp chất của kẽm và phốt pho, thế nhưng không giống các dưỡng chất này. Academy được cho là chất không cần thiết cho sự sống. Việt Nam đề nghị miễn thị thực cho công dân Việt Nam và Nam Hàn. Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Han Suk Do mới đây, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính đề nghị miễn thị thực cho công dân Việt khi nhập cảnh vào Nam Hàn, nhân chuyến thăm chính thức nước này. Trong cuộc gặp, thì hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp ở trên mọi lĩnh vực, khi Việt Nam là đối tác trọng tâm ở trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hai thủ tướng cũng đồng ý đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực và tiến tới miễn thị thực cho công dịch dân Việt Nam và Nam Hàn để nhằm thúc đẩy hợp tác du lịch, đồng thời thúc đẩy hợp tác giáo dục, văn hóa và giao lưu, nhân dân, đồng thời hỗ trợ mở Tổng lãnh Sự quán Việt Nam ở Busan trong năm nay và thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở Nam Hàn. Ông Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp của Nam Hàn và chúc mừng những thành tiệu của đất nước này. Hai bên đồng ý tăng cường hợp tác trong kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, hợp tác khoa học công nghệ. Cụ thể, đề nghị nâng kim ngạch thương mại lên đến là 100 tỷ mỹ kim vào năm 2025 và 150 tỷ mỹ kim vào năm 2030.